các em sau này nổi tiếng rất là nhiều. Cao Minh Đạt nè, à Đức Thịnh, Đức Thịnh cũng là trong nhóm câu lạc bộ mình. Đức Thịnh là Cao Minh Đạt và đặc biệt Chi Bảo. Nói chung toàn bộ có được kịch miếng sỏi sau này là toàn người nổi tiếng không. Mà cái người ít nổi tiếng nhất là anh. Ông quen mấy cái cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng chi vậy? Để rồi mang tiếng. Thực ra không phải vậy. Họ gặp mình rồi sau đó họ mới nổi tiếng. Rồi người khác nhìn lại họ nhầm á, họ bảo là mình cứ quen người nổi tiếng, điều đó không phải. Anh nên cao to hơn. Hả? Nên đẹp trai hơn, nên khỏe mạnh hơn. Thì cái năng lượng của cái thời điểm cũ á, nó sẽ đem nó thành công nhiều hơn. Tức là anh nhiều năng lượng hơn. À, em bây giờ anh cũng chưa bằng lòng với cái năng lượng hiện có của mình.